viên thứ tư và xây dựng tầm nhìn sau 2020 đồng ASEAN. Trong bối cảnh năm nay đánh dấu việc cả APEC và ASEAN đều đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, APEC đang chuẩn bị bước vào thập niên thứ tư và xây dựng tầm nhìn